Nói đến cái máy cắt tường 5 rưỡi thì bây giờ ký ức của anh em nó rất là nặng đúng không? Cực kỳ là nặng. Bởi vì trước đây có những con máy cắt tường 5 rưỡi của thương hiệu Cao Quang hoặc một số thương hiệu nội địa Trung Quốc khác, thì hiện tại nó đang làm cái gì đó, là một cái ký ức về sự nặng nề. Nhưng bây giờ thì có con máy cắt tường 5 rưỡi này của thương hiệu Boda, siêu nhẹ, phải nói siêu siêu nhẹ anh em ạ. Đây anh em thấy con này nó có nhỏ gọn không? Siêu nhỏ gọn luôn đúng không? Nếu như so sánh cái động cơ của nó với cả cái bắp tay của mình thì cái bắp tay của mình còn to hơn. Đúng thật. Cái động cơ của nó là thỏm luôn. Con này nặng có 5kg. Cả dây điện các thứ là 5kg. Quá nhẹ. Và công suất của nó thì lên tới là 3900W anh em ạ. 3900W. 5 rưỡi. Đây, 5 rưỡi này. Và con này còn có thể lắp được tay dài. Bây giờ tôi sẽ lắp cái tay dài vào, xem cầm nó có cân đối hay không. Đây anh em này, khi mà lắp cái tay dài vào thì cái máy 5 rưỡi này nó như thế này. Thực sự nó cũng rất là gọn và nó cũng đâu đó chỉ khoảng 5kg đến 5,2kg, nó không quá nặng đâu. Cái cảm giác mà khi đưa nó lên cao thì cái tay này cũng rất chắc chắn nhá, rất chắc chắn. Nếu như mà 5 rưỡi như thế này thì cắt ngon luôn, một phát xong luôn, anh em không cần phải dùng máy đục để đục nữa đâu, xong hẳn luôn. Động cơ không than, 3900W. Ok đấy.